bóng đại diện miền Tây với khát khao và tinh thần thi đấu dũng mãnh đối đầu với những chú rồng tới từ miền Trung. Tất cả sẽ có trong trận quyết đấu giữa Cần Thơ Catfish và Đà Nẵng Dragons vào lúc 19 giờ ngày 21 tháng 9 tại nhà thi đấu Cần Thơ. Hoặc theo dõi trực tiếp trận đấu trên vba.vn/livestream, mua vé ngay tại hotline và ticketbox.vn. Cần Thơ Catfish bùng cháy đam mê.